Xin chào tất cả các anh em nha. Video này em sẽ hướng dẫn cho các anh chị đăng ký đầu tư vào một dự án Tronet. Dự án này đầu tư lợi nhuận khá là cao nên anh chị cố gắng làm nhanh. Dự án này mới ra hôm qua, hai ngày nay, cách ngày nay 2 ngày. Đây là một dự án chạy lợi nhuận nhận lãi theo tốc độ một ngày có thể tính 6 năm. Tất cả anh chị đầu tư vào khoảng một ngày mấy là có thể lấy phục hồi vốn anh chị, và Google cũng có thể, em cân nhắc. Rồi anh chị copy link của em như đây nè, copy link em để trong nhóm Zalo hoặc click phần dưới cho link qua. Rồi anh chị móc vào một ad future đây, rồi browser, rồi anh chị bắt cái link nãy vào qua các anh chị, rồi anh chị bắt nè. Đây là một dự án rồi cho điên anh chị, đây là một dự án lợi nhuận lãi khá là cao. Và đồng Tron hiện tại theo chuyên gia được nhiều token coin nó sẽ chạy trên nền tảng Tron lên, và đồng Tron sẽ tăng giá nha các anh chị. Đây thì anh chị rồi anh chị bấm vào max deposit nha các anh chị. Rồi anh chị bấm vào mục đầu tư đây nè. Min tối đa là 100 từ 100 token TRX ăn lên nha các anh chị. Rồi anh chị bấm vào chữ max deposit là nó sẽ rồi anh chị mở mật khẩu với chân link của mình ra là tự động nó sẽ, anh chị bấm mật khẩu là tự động nó sẽ nạp vào cho tất cả anh chị. Đây em đã nạp rồi một wallet nè, vì em đã test thử cho tất cả anh chị. Em đã đăng ký hồi nãy, em có làm một cái video chỉnh tề luôn vào khoảng 10 giờ. Sau khoảng một tiếng đồng hồ em lợi nhuận của em khoảng là 41% nha các anh chị. Đi bú ship. Cái này thì cái dây này nè, em đã đầu tư vào 150 tron. Đây là link ghép của tất cả anh chị, lên ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân anh chị. Đây thì nó nhảy hoài nè, 2.6 rồi nè. Sau có khoảng 2-3 giây đó, nó sẽ tăng nó lên 0.0008 đồng tron. Rồi để em bấm vào bút giao thôi coi. Rồi nữa bấm vào withdraw, anh chị bấm vào confirm rồi mở mật khẩu nha anh chị. Vậy video em kết thúc anh chị. Đây là một kèo dự án khá là ngon. Để em chiều nay em hái gốc chị anh chị. Tại vì ít quá em không là biến gốc quá. Vậy chào tạm biệt tất cả anh chị, hẹn anh chị vào những clip tiếp theo của em nha. Anh chị cũng đừng quên bấm chuông like đăng ký cập nhật những clip. Vậy chào tạm biệt nha, hẹn gặp lại. Wow.